khấu này và cùng tuyển chọn những cái bạn xuất sắc nhất. Thì không biết là cái vấn đề trong chương trình đó thì nó ảnh hưởng gì đến cái việc mình đứng chung ở đây không ạ? Anh muốn hỏi ai ạ? À? Cả bốn huấn luyện viên hay là bất cứ huấn luyện viên nào? Em muốn nghe ý kiến từ bốn vị không ạ? Vâng, mời các bạn. Chào bạn. Khi mà phát sóng tập các bạn vừa xem các tập phát sóng thì đối với cái cảm xúc của mọi người là mới mẻ, nhưng mà đối với Thương cũng như là các huấn luyện viên ở đây là những sự việc đã trải qua rồi, và tất cả những cái mâu thuẫn khi mà làm việc là có, chứ không phải là tự bịa lên, nhưng mà chúng tôi đã giải quyết xong xuôi. Tính Thương thì khi mà rất là nóng tính, và khi mà xảy ra sự việc đó thì thể hiện thái độ ngay lập tức, và sau đó giải quyết xong thì Thương cũng ngay lập tức quên luôn. Nếu như mà có một cái thái độ tốt thì Thương giải quyết xong và các chị em nói chuyện xong với nhau thì Thương sẵn sàng bỏ qua. Cái quan trọng là không phải là mình mâu thuẫn để mà mình chia cắt, mà sau khi mâu thuẫn đó quan trọng là cái thái độ của chúng ta đối với sự việc đó như thế nào, thì nó sẽ không có bị đẩy quá xa. Thực sự luôn á, tôi thấy là cái chuyện mà mâu thuẫn nó cũng bình thường thôi. Ví dụ như là vợ chồng hay là các cặp đôi yêu nhau cũng mâu thuẫn mà. Và mỗi lần mà Thương mà có cãi nhau với người yêu thì lần nào cũng gọi chia tay hết. Lần nào cũng là có chuyện là thôi, xô. Nhưng mà sao thì thôi, đúng không? Quan trọng là sau cái sự việc đó thì chúng ta đối diện với nó như thế nào, là góp ý xây dựng hay là để chia cắt. Cái đó là cái thái độ của từng người. Còn về riêng của Phương thì thực sự là Phương cũng khá là shock đó mọi người ạ. Khi mà Phương xem tất cả mọi thứ khi mà được dựng lên lại sau khi cắt ấy, thì bản thân Phương cũng rất là shock. Bởi vì rằng là đâu đó thì còn rất nhiều giá trị mà Phương mong muốn rằng tất cả những người khán giả họ sẽ nhìn thấy nhiều hơn nữa. Còn tất cả những cái mà những tình huống cao trào mà mọi người đang nhìn thấy ở trong hai tập vừa qua, nó là những cảm xúc thật, nó là những câu chuyện thật, nó là những cái mà xảy ra. Tuy nhiên nó bị rất nhiều thứ cảm xúc hỗn độn, rất nhiều áp lực, rất nhiều cái tình huống hiểu nhầm ở trong đó làm cho chúng tôi bị đẩy tất cả những cao trào lên rất là nhiều. Giống như hôm nay vào với Minh Triệu bảo này, chị không có tác động vật lý em đâu nhá. Thì tôi bảo là ai bảo mặt chị có đấy căng quá. Thì bảo là nhà tôi đang mất trộm, tôi đang ốm, tôi đang sốt. Mà bây giờ cô Trăng Lê bắt tôi phải đến ống kiếm với cô thì mà tôi hơi căng. Thế nhưng mà tình huống ngay thời điểm đó thì mỗi một người một cái gương, một cái cách làm và một cái câu chuyện ở bên trong với rất nhiều cái áp lực tại thời điểm đó. Phương kể nhẹ thì thôi, mọi người có thể hiểu rằng là nó đã 48 tiếng đồng hồ, nhưng cắt lại chỉ còn khoảng chừng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, thì chắc chắn nó sẽ có rất nhiều tình huống mọi người không hiểu hết được. Phương chỉ mong rằng tất cả mọi người hãy thoải mái, hãy nhẹ nhàng, hãy tận hưởng cái show. Cuối cùng thì nó là một show truyền hình thực tế. Cuối cùng thì chúng ta cũng xem những cái mà trải qua ở trong cái kinh nghiệm của bao nhiêu người huấn luyện viên ở đây. Tất cả đấy là những cái câu chuyện mà chắc chắn ở trong đời, ở trong nghề chúng ta đều nhìn thấy, và cả ngoài đời chúng ta cũng gặp ở đâu đó rất là nhiều, chứ không phải là không. Rất xin lỗi khán giả nếu như mà sẽ có những cái sự to tiếng hay là có những sự mất kiểm soát của những mentor ở đây, nhưng mà thực sự mong mọi người hiểu rằng là bởi vì chúng tôi rất là tâm huyết với chương trình, chúng rất là tâm huyết với những cái giá trị mà chúng tôi đang theo đuổi, và mỗi một giá trị ở đây đều quý. Thực sự mà nói là Phương khi Phương tới với cuộc thi này thì Phương vui lắm, bởi vì thực sự câu chuyện 4 thế hệ với Phương là một câu chuyện mà Phương rất là mong chờ. Và chính cái sự mà khác biệt các thế hệ khi mà nhìn về những cái vấn đề và cách giải quyết vấn đề, đó cũng là một vấn đề lớn mà chúng ta cần phải nhìn vào, để chúng ta cần phải rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Và ngay cả bản thân Phương khi Phương xem tất cả mọi thứ diễn ra thì Phương cũng phải rút rất nhiều bài học cho bản thân Phương ở nhiều cái góc nhìn khác nhau, ở nhiều cái vai trò khác nhau, để sau này Phương sẽ cần phải làm tốt hơn. Xin lỗi khán giả rất là nhiều nếu như có bất cứ cái gì là khán giả không vui, nhưng hy vọng rằng mọi người hãy nhìn vào những cái giá trị của tất cả chúng tôi ở đây đang nỗ lực đến tận cùng, và chắc chắn hãy nhìn vào những thí sinh đi. Chúng ta hãy tập trung vào thí sinh rồi mọi người sẽ nhìn thấy rằng là một cái hành trình cực kỳ đẹp cho các em, và sau khi mà bước ra khỏi đầu phê thì chắc chắn các em sẽ sáng. Và tất cả các bạn người mẫu ở đây, chúng ta có quá nhiều câu chuyện nghề đúng không, có quá nhiều cái vấn đề đang xảy ra mỗi ngày mà ở ngoài đời kia người ta không có nhìn thấy được cái sự khổ cực đó.
đó. Thì hy vọng rằng là chúng ta có nhiều lăng kính hơn, nhiều góc nhìn hơn và hãy tận hưởng cái show một cách nhẹ nhàng nhất. Còn chúng tôi thì với Phương đến thời điểm này thì Phương vẫn rất kính trọng chị Anh Thư và trong mắt Phương thì Phương vẫn rất quý trọng Minh Triệu và Kỳ Duyên ạ. Cảm ơn. Vâng, thật sự là trong khi mà một khán giả xem hai tập vừa rồi của The Face, có thể là mọi người đã có những cái cảm nhận của riêng mỗi người rồi, và không khó để thấy được là chị hoặc là Duyên sẽ có những phút đối đầu rất căng thẳng với chị Phương, đúng không ạ? Nhưng mà có một điều mình hoàn toàn đồng ý với chị Phương, vì chị Phương vừa nói nó giống như một cái tâm tư của chị quá. Khi mà mình mọi thứ nó qua rồi và mình ngồi lại mình xem nó như là những cái nó tuôn ngược về lại và mình coi nó với một cái ánh nhìn nó khách quan hơn thì mình hiểu được cái sự việc nó ở nhiều góc độ, nhiều khía cạnh hơn. Và chính vì vậy có những cái có thể là các chị cảm thấy là ồ sao nó drama quá, không biết là các chị này có đang là diễn tôn hứng với nhau hay không. Nhưng mà thật sự không ai, chị nghĩ là không ai, dù cho kể cả là tinh thần mình thép đến cỡ nào đi chăng nữa, với lịch trình làm việc cực kỳ căng 48 tiếng hoặc thậm chí 72 tiếng hơn, với cái lịch trình làm việc như vậy thì mọi thứ nó sẽ đặt vào trong một cái tình huống là áp lực cực kỳ lớn. Và tại sao các mentor ở đây phải cảm thấy áp lực? Chịu nghĩ là bản thân cả bốn mentor có thể là độ tuổi của chúng tôi khác nhau, nhưng mà chúng tôi mang một cái điều giống nhau, đó là một cái sự nhiệt huyết, một cái sự tận tâm. Chính vì vậy cho nên là cái cách mà mình đấu tranh trong cái cuộc thi này nè, nó không phải là đấu tranh cho bản thân mình nữa, mà nhiều khi mình sẽ đấu tranh cho team của mình, cho thí sinh của mình. Vì cái việc mà từng thí sinh họ đi hay ở, cái việc đó nó ảnh hưởng tới cái tương lai. Và chịu nghĩ là khi mà một mentor có tâm đó, thì họ sẽ cảm thấy họ có trách nhiệm với việc đó. Vì sao? Vì thí sinh đó họ đã tin tưởng, họ đã chọn mình. Thì đổi ngược lại, bản thân mình phải cảm thấy mình có trách nhiệm với cái hành trình tiếp theo của họ. Và khi mọi thứ nó đặt trên cái cương vị là một mentor đi theo rất nhiều trách nhiệm như thế thì chị nghĩ là cũng sẽ rất dễ hiểu. Khi ở đây bốn chúng tôi là bốn cá tính khác nhau, và đôi khi không phải chỉ là chị và Duyên sẽ có những cái khúc mắc với hai chị đâu, mà đôi khi bản thân bọn em cũng có những khúc mắc với nhau luôn đó. Cho nên là mọi thứ nó sẽ cực kỳ áp lực. Nhưng ở đây thì chị muốn khẳng định lại một lần nữa, tất cả chúng tôi đã làm nghề đủ lâu và chúng tôi cũng hiểu cuộc chơi nó là cuộc chơi, và tất cả mọi thứ mình sẽ dừng ở đó, mình sẽ dẹp nó gọn gàng vào một góc, và cuộc đời thì mình vẫn phải sống tiếp. Và không thể nào nói là ở mai mốt khách hàng mời bốn chị em mình đi một cái event nào đó xong mình lại từ chối, đúng không chị? Mình phải chuyên nghiệp lắm, mình phải luôn luôn xuất hiện cùng nhau mới được chứ. Thế là em có thể mọi người sẽ nhìn thấy lần này cũng Thu Phương hơi khác, hơi gắt ạ. Thế nhưng mà chẳng qua là vì nói thật nhá, càng thương càng quen càng rành cho đau đó, thực sự đó là cái vấn đề ở trong Phương. Phương rất là thương thương Kỳ Duyên, một cô em đồng hương với rất là nhiều cái vấn đề. Thế nhưng mà chính bản thân mình đôi khi cũng hiểu nhầm nhau, thật ra thì đấy chính bản thân mình là một cái người mà mình cũng là bục trực đó, mà mình còn hiểu nhầm em ấy, mà mình cũng để tâm để tôn còn như thế. Thì cả Minh Triệu, một cái cô mà cuộc đời tôi đến giờ này có hai cô học trò thôi, không có lý do gì mà tôi bắt cô cả. Thế nhưng mà cái tình huống thời điểm đó có rất là nhiều cái mình hiểu nhầm nhau, và thực ra câu chuyện bên trong vòng của mình, gia đình của mình, vấn đề của mình nó còn nhiều hơn thời điểm đó. Nhưng tất cả chúng ta chỉ nhìn thấy một vấn đề tại nghe đại sách thôi, và khi mà dựng cắt lên tất cả nhiều cái mà thời gian quá ngắn như vậy thì khán giả sẽ hiểu không hết được vấn đề. Rất mong mọi người hiểu một cái hướng tích cực nhất để hiểu rằng là đó là một cái show, đó là một cái game, và chúng tôi đang cố gắng hết sức để quay một cái show truyền hình thực tế để cho mọi người nhìn thấy được nhiều giá trị, nhiều mặt của cuộc sống và của nghề. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và xin mời Kỳ Duyên sẽ có những chia sẻ. Anh tưởng là team của em anh người, nhưng mà vẫn là một đội là mentor Mỹ Triệu đã đại diện. Nhưng hôm nay mình dơ bảng, mỗi người một bảng đấy ạ. Thật ra thì tất cả những cái điều tích cực, tất cả những cái điều tốt đẹp là nãy giờ các chị cũng đã chia sẻ với cả mọi người rồi, và tôi nghĩ là mọi người cũng đã hiểu rằng là tình thế bây giờ mọi thứ nó đang lên như thế nào. Và thực sự là đến với The Face thì đó là một cái chương trình thực sự rất là tâm huyết của tất cả mọi người, và cái mục đích chính của tất cả mọi người đến đó là làm sao để có thể đào tạo nên một thế hệ người mẫu trẻ thực sự là rất là tốt trong tương lai của nền thời trang Việt Nam. Và thực sự tất cả các chị em đều tâm huyết cái điều đó.
Và đến bây giờ thì sau tất cả mọi thứ thì mấy chị em vẫn sẽ luôn luôn vẫn giữ những cái thái độ, vẫn giữ những cái tinh thần làm sao tích cực nhất. Tại vì bây giờ mình vẫn đứng ở đây và mình vẫn luôn làm gương cho các bạn thí sinh ở trong chương trình The Face, các bạn là những người học trò của mình. Và sau này nữa thì rất là nhiều các bạn mà model, những các bạn mà new face đến đây thì các bạn vẫn đang nhìn và các bạn đang đánh giá tất cả những cái thứ của người thể hiện với nhau. Và Duyên cũng mong là mọi người hãy xem The Face và ủng hộ cho The Face từ giờ đến chung kết và sau chung kết, và ủng hộ cho quán quân của chương trình The Face thật nhiều hơn nữa, để tất cả mọi người đều có một cái thành công tốt đẹp của chương trình The Face hôm nay. Cảm ơn mọi người. Và Duyên đây không phải nói nốt một cái thì không nói, nhưng mà câu 21 lại hiểu nhầm này. Chúng tôi chưa bao giờ tranh giành chỗ đứng ạ. Tất cả chúng tôi rằng là cái cách của em ấy, của cái vấn đề tại thời điểm em mới vô tình em mới nói ra, làm cho cái cách mà hiểu nhầm về nhau, hay là cái câu chuyện rồi mọi người sẽ xem sẽ có rất là nhiều cái tình huống, thì chúng tôi luôn nói về là cái cách, chứ không phải rằng là chỗ đứng chưa bao giờ là vấn đề với cả bốn chúng tôi cả. Còn cái cách như thế nào đó để cho nó rõ ràng, cho mọi người thể nhìn thấy và hoặc là học được nhiều cái bài học, để cho các thế hệ đàn em có thể nhìn thấy được rằng là à, câu chuyện đó là như vậy. Và kể cả tôn ti trật tự hay bất cứ một giá trị gì ấy, đấy cũng là cách truyền đạt. Bởi vì mỗi một thế hệ, như thế hệ chị Phương sẽ có những giá trị của chị Phương, và tới thế hệ của Phương sẽ cũng khác, tới thế hệ chị cũng khác, thế hệ riêng cũng khác. Thì mỗi một giá trị của mỗi thế hệ Phương nghĩ là đều cần được đáng tôn trọng, và chúng ta cần tìm ra được những khoảng cách thế hệ để chúng ta tìm cái cách như thế nào đó để chúng ta vẫn có thể tiếp bước được với nhau, chứ không phải là chúng tôi tranh giành gì hết. Chẳng qua là cái thái độ ở cái vấn đề nó vô cùng quan trọng để quyết định cái kết quả công việc, chứ không phải là cái trình độ của thời điểm đó quyết định. Thông điệp đó mới là thông điệp quan trọng nhất, chứ chưa bao giờ chúng tôi tranh giành chỗ đứng cả mà.